Thư Kiều và Minh Thiện thay mặt các đồng nghiệp kính chúc bà con nông dân và quý khán giả những ngày cuối năm bán nông sản trúng mùa, trúng giá, đón Tết ấm áp đủ đầy. Bản tin 365 ngày chuyển động đồng hành cùng với bà con mỗi ngày với những thông tin nông nghiệp hữu ích được ban biên tập chọn lọc. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin hôm nay. Đà Lạt có 70 giống hoa mới chào sân thị trường Tết. Rau và hoa tươi Đà Lạt giá chỉ tăng nhẹ. Nông dân làng trầu Vị Thủy, Hậu Giang trúng mùa trầu Tết. Giá gà ta thấp hơn gà công nghiệp, người dân lo mất Tết. Chỉ sao lại như vậy? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu sau ít phút nữa. Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, giải pháp nào giúp nông dân sản xuất hiệu quả? Phóng viên 365 ngày chuyển động có cuộc phỏng vấn ngành chức năng Lâm Đồng trao đổi vấn đề này. Kính thưa bà con có đồng ý với chúng tôi là trong cuộc sống thì những điều mới lạ luôn gây được sự chú ý đầu tiên cho nhiều người. Chính tâm lý này mà nhà vườn và ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực tìm tòi, sáng tạo và nhập khẩu những giống nước ngoài về trồng, tạo sự mới lạ, thu hút khách hàng. Có khoảng 70 giống hoa mới từ Đà Lạt sẽ chào sân thị trường Tết. Bắt đầu từ ngày 22 tháng Chạp thì những giống hoa mới này đã ồ ạt trời Đà Lạt tỏa đi cả nước. Theo như quan sát thấy thì cũng là các loài hoa quen thuộc nhưng được biến đổi bởi công nghệ giống nên có những loài hoa mới từ màu sắc, độ lớn, kiểu nở khác biệt so với năm trước. Trong số này thì có Atiso vào chậu hay là hoa ly bonsai. Mời bà con cùng xem một vài hình ảnh sau đây. Năm nay là năm đầu tiên nông dân Đà Lạt đưa cây Atiso vào chậu lớn để chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn làm cây kiểng. Nhiều người kinh doanh cây kiểng tỏ ra bất ngờ thú vị với việc cây Atiso Đà Lạt được tạo thế và trang trí thành một cây kiểng thực thụ. Cây kiểng Atiso sau khi chưng Tết có thể dùng toàn bộ thân, rễ, lá, hoa để chế biến thức ăn, nước uống. Năm nay trên thị trường số lượng kiểng Atiso trồng theo tiêu chuẩn nông sản Việt Gáp không nhiều, với giá từ 1 đến 4 triệu đồng tùy vào độ lâu năm của cây. Ngoài cây kiểng Atiso như những năm trước, cà chua, dâu tây, dưa pepino, khoai lang mật, su hào tím cũng được vào chậu làm quà tặng, có giá từ 200 đến 500 ngàn đồng một chậu. Ghi nhận nhanh từ những nông trại tại Đà Lạt, có khoảng 30.000 chậu kiểng nông sản được đưa ra thị trường từ 20 tháng Chạp. Lượng chậu kiểng nông sản tăng gấp 2 lần so với dịp Tết năm ngoái. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, các loài hoa lan hồ điệp, thu hải đường, trường sinh, cúc hà lan, các loài hoa lily thân thấp nhỏ lên ngôi trong dịp Tết năm nay. Nông sản Đà Lạt tiêu thụ nội tỉnh cũng đang tăng do thị trường tiêu thụ mạnh. Giá cà chua và ớt chuông Đà Lạt tăng so với tuần trước. Cụ thể, giá cà chua 16.000 đồng một ký tăng 4.000 đồng, ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 30.000 đồng một ký tăng 5.000 đồng, ớt chuông Đà Lạt màu vàng 35.000 đồng một ký tăng 10.000 đồng so với tuần trước. Công tác giao thương kết nối tiêu thụ nông sản thuận lợi, an toàn đến tay người tiêu dùng cũng được tỉnh Lâm Đồng tính đến từ rất sớm. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải rau, hoa của tỉnh vào chợ đầu mối trong dịp Tết. Theo đó, nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường chính ra vào các chợ đầu mối nông sản của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, nhất là trong những ngày cận Tết Nguyên đán, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở bạn có tiếng nói để ban quản lý chợ đầu mối nông sản và các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải đưa rau hoa của Lâm Đồng vào chợ đầu mối trong thời gian cao điểm này. Cận Tết, giá gà ta tại các trại chăn nuôi ở Đông Nam Bộ, thủ phủ chăn nuôi ở phía Nam có xu hướng giảm, trong khi giá thị trường trừ các siêu thị lại tăng. Trong khi giá nhiều loại nông sản khác đua nhau tăng thì riêng gà ta nuôi tại trại giảm là một điều nghịch lý và bất ngờ cho người chăn nuôi. Theo các chủ trang trại, giá gà lông tại trại hiện chỉ còn 35.000 đồng một ký, thấp hơn gà công nghiệp. Với mức giá này, người nuôi chỉ có quầy vốn hoặc là lỗ nhẹ, trong khi giá gà ta nuôi công nghiệp hiện chỉ còn 45.000 đồng một ký, cùng kỳ năm trước là 60.000 đồng một ký. Giá hiện nay người nuôi không có lời, nguyên nhân giá gà sụt giảm cận Tết được ngành chức năng cho biết. Giá gà sụt giảm là do gần đây có nhiều trại nuôi mới với quy mô nhỏ từ 1.000 đến 2.000 con một hộ, khiến nguồn cung tăng. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết trước đây gà ta có số lượng rất ít do phải nuôi thả giường. Gần đây gà ta đã được nuôi công nghiệp thành công từ giống gà Bình Định. Loại gà này có chất lượng tốt, giá thành thấp, được nhiều người bán giới thiệu là gà ta thả giường để bán giá cao cho người tiêu dùng. Thông thường gà ta thả giường thật sự giá tại giường đã trên 100.000 đồng một ký và nguồn cung rất hạn chế. Gà ta nuôi công nghiệp và gà ta thả giường rất giống nhau, chỉ khác là chân gà nuôi công nghiệp đẹp, sạch sẽ hơn gà thả giường. Trái cây có múi đang tăng giá cao, nhất là đối với các loại chưng Tết như là bưởi, quýt,
Nhân dân Hậu Giang thì đang rất phấn khởi đón Tết vì trúng giá bưởi. Về các vườn bưởi, quýt đường, nhà vườn đã hái trái ra chợ bán, có hộ thì còn giữ trái trên cây, đợi chín rộ mới hái bán lẻ. Theo các nhà vườn, thời gian qua giá bưởi da xanh dao động không cao và chỉ khoảng 30.000 đồng một ký. Nhưng mấy ngày nay giá bưởi da xanh đã tăng lên 45-50.000 đồng một ký. Bưởi Tết loại 1 có giá từ 55-60.000 đồng một ký, nhưng số lượng người dân bán ra vẫn chưa nhiều. Do dự báo nhiều loại trái cây đặc sản bị mất mùa, sản lượng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ dịp Tết sẽ tăng cao. Vì vậy, giá cả nhiều khả năng sẽ còn nhích lên thêm. Riêng mặt hàng quýt hồng, quýt đường chín sớm giá 17-20.000 đồng một ký. Nhưng theo dự báo, gần đến Tết Kỷ Hợi 2019, giá quýt Tết sẽ tăng lên. Nhiều nông dân hy vọng quýt Tết ở mức 25-30.000 đồng một ký trở lên nhằm bù lại sản lượng đã giảm. Những năm gần đây, làng trầu Dị Thủy Hậu Giang được biết đến với không gian làng quê mộc mạc, không chỉ gợi nhớ cho những người con xa quê mà còn níu chân du khách thập phương. Dân, miếng trầu là đầu câu chuyện, trầu cao đã gắn liền với phong tục cưới hỏi, cúng bái tổ tiên của người Việt. Gần đây lá trầu được xuất khẩu nên giá trị đã tăng lên. Đặc biệt những ngày trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, không khí mua bán trầu Tết của người dân địa phương diễn ra khá nhộn nhịp. Tiểu thương vào tận vườn thu mua trầu Tết với giá khá cao. Đối với trầu xanh 40 lá một ốp có giá 10.000 đồng một ốp, trầu vàng 8.000 đồng một ốp, tăng hơn 3.000 đồng một ốp so với cùng kỳ năm rồi. Hiện không ít tiểu thương ở thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh điện thoại đến tận nhà vườn chia lại trầu Tết bán lẻ với giá khá cao, tầm khoảng 15.000 đồng một ốp trầu xanh. Vì thế, với giá bán hiện tại, bà con sở hữu khoảng một công trầu 24.000 ốp một tháng thì thu lời không dưới 25 triệu đồng. Năm nay, bà con địa phương trúng giá trầu Tết với giá khoảng 10.000 đồng một ốp. Hiện trên toàn huyện, người dân trồng trầu khoảng 320 công, tập trung nhiều ở xã Dị Thủy, Vĩnh Thuận Tây. Trước mắt, người dân cần chăm sóc vườn trầu cẩn thận để đảm bảo sản lượng, thu chè là chuẩn cao. Nên cân nhắc mở rộng diện tích vì trầu là loại ăn lá, giá không ổn định, phụ thuộc vào sức mua của người tiêu dùng. Sản xuất thủy canh, khí canh áp dụng nhà màng, nhà lưới công nghệ cao là hướng đi mà tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện. Giá trị nông sản được nâng lên rõ thấy, đời sống nông dân thay đổi, cuộc sống khá giả từ việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Nhưng mà từ đây cũng đặt ra rất nhiều vấn đề, đó là vốn, kỹ thuật tay nghề của người dân, tình trạng nóng lên của việc sử dụng nhà lưới, nhà màng, hay là tình hình dịch bệnh trên cây rau, hoa nhiều hơn. Những khó khăn mà người sản xuất gặp phải thì cũng không nhỏ. Vậy việc cấp bách là làm sao giúp nông dân sản xuất hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu? Phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn với ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đã và đang là yêu cầu bức thiết của một nền nông nghiệp hiện đại. Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng đã có những giải pháp gì để thực hiện mục tiêu quan trọng trên? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Võ Văn Lập, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào ông ạ. Thưa ông, thời gian qua Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng đã có những giải pháp gì để xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững tại các địa phương ạ? Đối với Trung tâm khuyến nông thì trong thời gian vừa qua thì cũng dựa vào cái điều kiện thực tế của địa phương mà để mà có cái công tác thông tin tuyên truyền và xây dựng những cái mô hình trình diễn tại các cái địa bàn trên những loại các cái đối tượng cây chủ lực để cho bà con nông dân tham quan, học hỏi và nhân rộng những mô hình đấy. Như hiện nay cái điều kiện mà khí hậu, thời tiết nó thay đổi bất thường. Ngoài cái dự đoán của chúng ta, nó không có theo quy luật như trước đây. Cho nên có việc mà nó làm thay đổi cái sinh lý của cây trồng, sinh trưởng phát triển rồi sâu bệnh, nó phát triển nó không theo quy luật. Rồi cũng chính vì cái ảnh hưởng biến đổi khí hậu đó mà nó làm cái mùa vụ, đặc biệt là những cái vụ mà cây mà ra hoa cái trái, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Do đó cái việc mà phát triển nông nghiệp bền vững là xây dựng các cái mô hình làm sao đó mà chúng tôi đưa những cái tiến bộ kỹ thuật nó thích ứng được với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, trong đó nó góp phần giảm thiểu một phần giảm thiểu về cái tác động của biến đổi khí hậu để làm cho cái nông nghiệp mà cho bà con sản xuất nông nghiệp là nó được ổn định hơn. Đấy. Ví dụ như bây giờ hiện nay là có các cái mô hình như mô hình cà phê thì lâu nay thì bà con chúng ta cũng sản xuất bình thường, bà con Lâm Đồng thì cũng đã sản xuất cà phê lâu năm rồi. Tuy nhiên thì cái việc mà ảnh hưởng biến đổi khí hậu hiện nay cũng rất trầm trọng đối với cây cà phê. Ảnh hưởng thì chúng tôi có những biện pháp, ví dụ như là xây dựng cái mô hình cà phê bền vững, hướng dẫn cho bà con có cái biện pháp canh tác trên vườn làm sao mà chống xói mòn, rồi trồng cây che bóng, bón phân hợp lý, dùng thuốc bảo vệ thực vật.
khi cần thiết, vân vân. Thì đó là những biện pháp kỹ thuật cụ thể mà chúng tôi đã, bên cạnh các thông tin tuyên truyền qua các kênh mạng internet của cái trang web của Trung tâm khuyến nông, bản tin khuyến nông, thì cũng có một số mô hình tại cơ sở để bà con học tập. Đấy. Vâng, với những mô hình mà chúng ta đã triển khai thời gian qua thì đến nay đã có những hiệu quả. Như vậy thì giải pháp nhân rộng là như thế nào thưa ông? Mình xây dựng mô hình thì nó nằm ở cái đại diện thôi. Nói chung mô hình đại diện. Cho nên muốn nhân rộng được cái này thì chúng ta phải có công tác tuyên truyền. Và cũng chỉ cho bà con nông dân thấy rõ ràng là cái việc mà mình làm mô hình bền vững thì nó sẽ có hiệu quả hơn và nó tốt hơn. Mà mình phải phân tích được những cái lợi của nó thì bà con nghe thì bà con mới làm theo. Thì cái đó, những cái phân tích đó, những cái tuyên truyền đó thì nó thông qua những cái cuộc, ví dụ như là sau mô hình trình diễn thì chúng ta tổ chức những cái cuộc hội thảo, một cuộc hội thảo tổng kết đánh giá tại cơ sở, rồi chúng ta sẽ đưa qua các kênh như tôi vừa nói, thì bà con tiếp cận cái đó và chỉ ra những cái nơi mà đã có mô hình được bền vững và các người chủ mô hình họ xác nhận là làm theo phương pháp này thì rất có hiệu quả và nó sẽ mang lại cái thu nhập ổn định hơn. Thì lúc đó chắc chắn bà con sẽ làm theo, áp dụng làm theo. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Sản xuất trong bối cảnh biến đổi khí hậu thì nông dân phải linh động, thích ứng nhưng mà phải thuận thiên. Một lần nữa xin kính chúc bà con và quý khán giả nhiều niềm vui cho một năm mới 2019. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Kính chào tạm biệt.